Hồng Loan lặn lội sang Úc lưu diễn nhưng về Tây không, dùng toàn bộ thủ lao kiếm được mua quà không sót ai, tặng cả xe cho cậu Sử. Này em cảm ơn chị Nay với cháu em nhiều lắm nha. Mấy ngày bồn chồn muốn không được hả chị Nay? Tôi hỏi là bồn chồn ví dụ tự thị xây dựng gì rồi? Việc này nó đến với em. Ai ngờ là biết gì không? Hỏi ra mới biết là bà đi mua xe, mà bà giấu Nay, mà nó không nói với Nay, nó âm thầm nó nói là không có muốn lên truyền thông, mình đi phải khoe chứ. Đó mọi người thấy không? Sống yêu thương hết. Thì nó sống dạng lẻ bị với bông không thương nó. Lo từng cái mua từng cái, mua từng cái đồng hồ, mua từng cái quần cái áo, mua từng cái giỏ sách đi mỗi chân đi kiếm gì? Kiếm chân Mỹ Mỹ. Hỏi mày đi đâu à? Trời, không biết bé Mỹ nha mình thích cái này không nữa. Kể luôn, mua cho Linh tí chai nước hoa, mua cho Bích Tranh hai cây son, ai cũng có quà hết trơn. Là làm nhiều nói cho mọi người nghe là làm nhiều tiền như mua quà hết á. Dư đâu được chắc mấy chục đô á. Không phô trương, Thảo Mai nịnh nọt lại bị tố vô ơn. Tại vì bà không có Thảo Mai được, bà không nói ngọt được. Biết sao có nhiều người hiểu lầm nó như vậy nè. Nó để như vậy đó, nhiều người ta không biết á. Rồi thời gian lâu á nói là rất là biết luôn á, nhiều người không biết cái để thời gian lâu, ủa sao chưa thấy phần quà mình, chứ phần quà mình, hiểu không? Đây giống như ví dụ như nhiều người tặng quà nó, giống như người ta thương nó, nhiều người tặng quà, có nhiều người ngộ lắm mọi người. Tặng quà thích nó đăng lên thì nói với nó đi. Không nói nghĩa là không phải món quà nó nói lên, chứ không phải cái đồng tiền nó chi phối tình cảm đâu, mà cái việc mà họ yêu thương mình, họ để ý luôn cái món sở thích của mình á cho mình vui á. Còn đi bệnh nha, đi bệnh á, nói nó vô ơn chỗ nào đi bệnh nha, giấu nó đó. Ở nhà mà thì Nguyên nó báo lại đi, là tự động không nói, không rằng, không nói bà nơi tôi lên nè, điện thoại ông ấy lãng nhà nè, kêu Nguyên lên rước em. Vừa qua, chị Ni có buổi livestream tâm sự về Hồng Loan, tiết lộ chuyện con gái nghệ sĩ Vũ Linh tặng cậu Sử cả một chiếc xe nhưng không hề báo ai biết. Đại diện phát ngôn cho phát lại đoạn ghi âm của cậu Sử trong lúc anh bày tỏ sự xúc động, cảm ơn Ni và Hồng Loan vì đã tặng món quà giá trị. Hỏi ra lý do cô mới biết Hồng Loan muốn âm thầm, tránh để câu chuyện bị truyền thông nhắc tới. Ngoài cảm xúc ngạc nhiên, chị Ni còn dành sự nể phục cho Hồng Loan. Theo cô, con gái nghệ sĩ Vũ Linh là người sống yêu thương tất cả mọi người. Đối với Mỹ Mỹ, Bùm Bùm, Hồng Loan lo đến từng cái áo, đồng hồ, giỏ sách, tạo thêm việc làm cho mọi người. Chị Ni cho hay Hồng Loan đi khắp nơi chỉ để kiếm cho Mỹ Mỹ món quà anh ưa thích, sau khi kiếm xong còn chụp gửi về hỏi ý để mua đúng món đối phương cần. Về phần cậu Sử, Hồng Loan lấy tiền taxi diễn ở Úc để mua xe sau khi thấy người thân chạy chiếc xe quá cũ. Bên cạnh đó, vợ chồng Linh Tý, Bích Trâm, má Tư Quốc Thanh, các YouTuber cũng đều được Hồng Loan tặng quà. Chị Ni tiết lộ Hồng Loan tặng không sót một người nào, tâm lý đến mức nghĩ cả chuyện YouTuber đi quay thức khuya sẽ mất ngủ nên mua thực phẩm chức năng để mọi người bổ sung có sức khỏe làm việc. Sau chuyến đi lưu diễn vừa rồi, Hồng Loan chỉ dư được vài chục đô, còn lại đều lấy tiền mua quà. Theo chị Ni, còn tới 2 thùng quà mà Hồng Loan mua tại Úc chưa vận chuyển về kịp. Có mặt trong phiên live, anh Sang cho biết bản thân rất nể khi chứng kiến Hồng Loan không tiếc gì, chỉ muốn tặng cho tất cả mọi người. Anh cũng cho rằng tính cách này đôi khi làm nhiều người hiểu lầm vì Hồng Loan không bày tỏ bằng lời nói. Đợi tới khi có quà mới mang tặng, thường bị hiểu sai, cho rằng cô vô tâm. Theo chị Ni, một người tặng quà cho những người xung quanh không lời thông báo, phô trương không thể nào giả tạo như sự nghi ngờ của một số người. Nhiều lần, con gái nghệ sĩ Vũ Linh được tặng quà nhưng không đăng lên mạng xã hội vì nghĩ mọi người cũng yêu thương mình, không cần thể hiện với cộng đồng mạng. Thế nhưng, cuối cùng Hồng Loan lại gặp phải những người thích tạo dựng hình ảnh, muốn được cộng đồng mạng biết tới. Không dừng lại ở vấn đề quà cáp, ngay cả những chuyện thường ngày như khi nghe tin chị Ni bệnh, bà ngoại của Xuyên gặp chuyện, Hồng Loan cũng vội vã đến thăm, viếng. Chị Ni cho rằng em cô là một người thể hiện tình cảm bằng hành động, không cần rêu rao về lòng tốt của mình hay biết thảo mai lấy lòng mọi người. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.